Bị liệt tủy sống trong một tai nạn cách đây 15 năm. Và cũng gần ấy năm, anh làm bạn với bốn bức tường bởi không thể đi lại được. Nhưng với nghị lực sống phi thường, người thanh niên khuyết tật ấy giờ đây đã trở thành giám đốc và là ông chủ trang trại mang tên Độc Nhất Một có tiếng ở xứ Thanh. Được thành quả như ngày hôm nay, ít ai biết được rằng Nguyễn Mạnh Cường đã từng mất 7 năm để luyện tập cũng như kiên trì thuyết phục bố mẹ tin vào chiến lược kinh doanh của mình. Biết bao lần anh cắn răng luyện viết chữ, bắt mình không được gục ngã trong khó khăn của cả gia đình. Viên đại học năm thứ hai ở Hải Phòng, thì sau cái tai nạn giao thông thì mình bị gần như là liệt toàn thân. Lúc đấy cái tâm trạng của mình thì nó rất có thể nói là rất là bi quan, không còn niềm tin về cái cuộc sống nữa, tại vì không phải bản thân mình mà thực tế mà nói bất kỳ người bình thường nào cũng vậy, đang là một người bình thường, tương lai phía trước rất là rộng mở. Đột nhiên bị một cái chấn động, cái tai nạn mà khiến cho bản thân mình ngay cả tay cũng không thể cử động được ngón nào. Tài sản gia đình khánh kiệt khi mẹ bị bệnh nằm viện, bản thân anh nằm liệt một chỗ, gánh nặng gia đình đều đổ lên vai cha. Nhìn bóng cha lầm lũi, tảo tần chăm sóc gia đình đã thôi thúc Cường muốn làm một việc gì đó để đỡ đần cha mẹ. Hằng ngày ngoài việc tập thể dục để ngăn cho cơ thể không bị hoại tử, anh còn luyện tập cho hai ngón tay còn lại duy nhất trên cơ thể phải biết nghe lời của mình. Trước khi bắt tay vào làm cái trang trại này, rất nhiều lần mình đã thuyết phục bố mẹ này, cho con làm kinh tế đi. Nhưng mà bố mẹ không, ban đầu bố mẹ không đồng ý đâu. Không phải bố mẹ mình, bố mẹ ai cũng thế thôi. Ông bà có thể không nói, nhưng mà nghĩ là người ta lành lặn, người ta còn chẳng làm được, mày bây giờ mày nằm một chỗ phải làm sao được. Đấy, ông bà không đồng ý và không bằng cách này còn phải bằng cách kia, và cũng sẽ nói là đấy, tránh để không theo cái mình thuyết phục. Đấy. Mất 5 năm, mình thuyết phục gia đình mất 5 năm, vẫn không được. Mình bảo không cái nào khác là phải làm cái gì đó để chứng minh cái bản thân mình có thể làm được. Và mình chứng minh bằng cách là mình viết kịch bản, mình mượn máy tính. Đấy là bước đầu. Còn khi mà đã bắt tay vào làm trang trại rồi, thì có vay được vốn làm trang trại rồi, thì mình đã có máy tính, tức là mình tiếp cận được thông tin, tiếp cận được với kỹ thuật của thế giới, của những người ta đã từng đi trước rồi đấy.
sức bỏ vào là nhiều, bỏ vào là nhiều lắm. Công sức bỏ vào chăn nuôi với lại chuồng trại, tức là bố mẹ cũng bỏ vốn ra cho nó thêm nữa, chứ không có nó lại không có, nó không đủ. Vay mượn để bỏ vốn vào cho nó, để nuôi mua lợn, mua riếc nữa. Lúc đấy có hai cái sổ lương hưu. Đầu tiên là đi mang ra ngân hàng đi ký là lấy được, vay được 10 triệu. Về là mua lợn là đầu tiên, là hai cái sổ lương hưu. Là đúng có 10 triệu đấy thôi. Là bắt đầu nhân dần lên đấy. Anh Cường đã nuôi thành công và nhân giống những động vật như lợn rừng, nhím, cầy hương. Đối với một người bình thường đã khó, với Cường nằm liệt một chỗ, công việc ấy càng khó khăn gấp bội. Sau khi học hỏi những kinh nghiệm chăn nuôi trên mạng, truyền đạt lại những kiến thức ấy cho gia đình để áp dụng vào thực tế là cả một quá trình kiên trì vất vả. Thời điểm bấy giờ, những con vật rừng trong trang trại bán được với giá cao và những con lợn rừng được nhân giống bán khắp cả nước. Đó là nguồn động viên khích lệ rất lớn đối với Cường và gia đình. Đường đi rất khó, kinh nghiệm chưa có ai đã đi từng đi để mà làm. Nó gặp rất là nhiều rủi ro. Về các khí hậu nó chết, rồi đồ ăn không phù hợp nó chết, hoặc nó bị bệnh mình không biết được, không chữa kịp nó chết. Mình mất rất là nhiều, nhím chết, chuồng như đã nói là làm chỉ cần làm 1 mét 2 là được thôi. Mình làm cũng là như thế. Hôm đầu tiên về thả ra nó sống mất một con. Rồi con thứ hai nó cho nó ăn không phù hợp, nó bị đi ngoài, thế là chết. Cái rủi ro đấy, rồi lợn rừng thậm chí chuyển từ trong miền Nam ra thì nó không phù hợp với hậu, 10 con thì chết 5-6 con. Đấy, cái rủi ro nó rất là cao. Năm 2012, anh Cường cùng chị Lê Thị Dung quê ở Gia Lai thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Ngọc, mở ra hướng phát triển mới. Ngoài chăn nuôi, công ty còn làm thêm tranh đá quý, sản xuất thức ăn cho chim, cá cảnh. Thời điểm cao nhất, công ty có khoảng 20 lao động. Mới đầu tiên khi mà nói chuyện với Cường thì mình không nghĩ là Cường là người khuyết tật. Nói chuyện một thời gian rồi thì khi Cường nói là chứ mình là một khuyết tật thì mình cũng thấy hơi bất ngờ và tò mò. Và qua các cuộc trao đổi nói chuyện thì mình thấy rằng Cường có những cái ý tưởng và những cái hoài bão giống mình. Và mình muốn có thể là một mình Cường hoặc một mình thì mình không đủ tự tin để làm điều đó. Thế là mình kết hợp với Cường, mình muốn rằng là hai đứa sẽ làm một cái gì đó cho những người khuyết tật cũng giống mình. Bởi vì cũng có những người họ có khả năng để làm, nhưng cũng có những người họ có thể là họ có khả năng nhưng mà họ chưa đủ tự tin để làm. Thế là chúng mình muốn kết hợp với Cường để làm. Hai con người cùng chung hoàn cảnh, chung chí hướng gặp nhau và họ đã cùng nhau làm nên những việc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Công ty chuyên về tranh đá quý của anh chị đã giải quyết việc làm cho những người khuyết tật trong vùng. Tranh đá quý là một nghề mới, mà cái này thì ở Thanh Hóa mình chưa có. Và cái thứ ba nữa là đây là cái ý tưởng ấp ủ của Cường. Cường thì không thể nào thực hiện điều đó được bởi vì Cường không đi học được. Trong khi đấy thì có thể là mình thì sức khỏe của mình không được như bình thường, nhưng ít nhất mình vẫn có thể làm được. Và mình muốn giúp Cường thực hiện cái ý tưởng vào cái hoài bão đó. Cho nên là mình quyết định là mình đi học về để mình đưa một cái nghề mới về Thanh Hóa. Và là cái nơi sẽ mình muốn rằng ở chỗ mình sẽ là cái nơi để cho những người khuyết tật họ đến. Họ có nơi để học tập, làm việc và là nơi để cho họ tìm thấy được cái ý nghĩa của cuộc sống.
bị bại liệt từ khi mới 7 tháng tuổi, hiện bị liệt hai chân và tay trái. Nhưng chị Dung không quản khó khăn, về Thanh Hóa cùng anh Cường thực hiện ước mơ. Vốn có nghề thiết kế đồ họa trong tay, chị Dung lặn lội lên tận Yên Bái học cách làm tranh đá quý, rồi về truyền cho thợ. Thời gian cao điểm, quy mô trang trại và công ty Tâm Ngọc đã giúp giải quyết được gần 30 lao động, phần lớn là những người khuyết tật. Cháu Nguyễn Mạnh Cường và Lê Thị Dung là một tấm gương đặc biệt, không chỉ lo cái việc làm cho những người bình thường, mà đặc biệt là Cường và Dung đã làm được một cái mô hình thu hút được trên 70% số lao động là người khuyết tật. Thực sự là một cái tấm gương tiêu biểu, bởi vì khuyết tật như thế nhưng mà vượt qua số phận, cả hai cháu đều suy nghĩ, hành động và làm kinh tế rất là tốt. Và đặc biệt là đây là một cái nơi để dành cho những người khuyết tật giao lưu. Với rất nhiều khó khăn khi một mình trở về xứ Thanh, nhưng chị Dung luôn thể hiện là một người mạnh mẽ. Vì ở đây chị được gia đình anh Cường quý mến, mọi người đều thương yêu chị như người nhà, và đặc biệt chị nhận được sự đồng cảm của anh Cường và những người cùng hoàn cảnh ở nơi đây. Dung thì lúc nào nó cũng tốt cả. Nó quý bố mẹ với lại quý em. Dung thì nó chăm sóc ông Cường cũng tử tế, chăm sóc gia đình cũng vậy. Bác ốm đau như thế nhưng mà rồi nó chăm sóc bác tốt lắm. Với thằng Cường thì nó chăm sóc ăn uống với lại kể cả lúc bố mẹ không có nhà nó cũng chăm sóc tốt như thế. Mơ thay đổi số phận đã không ngừng thôi thúc anh Cường cố gắng, và cho đến nay khi đã là giám đốc một công ty do mình sáng lập, anh vẫn luôn tự trau dồi cho mình vốn ngoại ngữ để tìm đọc những tài liệu về cây con giống mình đang nuôi trồng. Bởi với anh, con đường học vấn không bao giờ có điểm cuối cùng. Được tiếp xúc với chị Dung với cũng như anh Cường thì trong cái lần đầu tiên ấy, thì tôi cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó còn có rất nhiều những cái niềm vui hơn, để cho mình cảm thấy rằng là mình không phải là những người thiệt thòi nhất, được vươn lên trong cuộc sống hơn. Vì đôi khi anh Cường ấy, anh ấy như vậy nhưng mà anh ấy còn làm được rất là nhiều thứ. Mình cũng là những người thiệt thòi nhưng mà vẫn đang còn may mắn hơn. Trong cuộc sống không có bước đường cùng, anh Cường và chị Dung, những người không may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, đã vượt qua những ranh giới khắc nghiệt của số phận, vươn lên khẳng định mình. Hơn thế nữa, thấu hiểu nỗi khổ của những người bất hạnh, hai con người ấy đang cố gắng tạo dựng một mái nhà nhỏ, tập hợp những người khuyết tật để chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Mình với Cường thì đã phấn đấu rất nhiều để làm cái dự định này, là mình muốn nơi đây là một ngôi nhà chung, không chỉ cho những người khuyết tật ở Thanh Hóa mà tất cả những tỉnh lân cận. Bởi vì khi họ đến đây, họ có thể được học tập, được làm việc, được sinh hoạt, được trau dồi những cái kỹ năng sống của mình. Đó là ngôi nhà chung, ở đấy họ có thể làm được tất cả mọi việc, không trừ những dạng tật nào cả. Bởi vì tất cả mọi người trong họ đều có những cái khả năng mà có thể là khi họ ở gia đình, họ không thể phát huy được. Mình muốn xây dựng một cái trung tâm, ở đấy vừa có tạo công ăn việc làm, vừa là nơi sinh hoạt, vừa là nơi phục hồi chức năng, vừa là một nơi để họ có thể làm những gì họ muốn. Tuy là người khuyết tật, nhưng anh Cường và chị Dung đã có những sáng kiến, ý tưởng, mô hình mới khá táo bạo, đã tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ và những người khuyết tật. Hai con người ấy xứng đáng là tấm gương sáng,
một nghị lực vượt lên những nghiệt ngã của số phận để nhiều người học tập.